Vừa qua, tại La Habana, đồng chí Miguel Diaz canel Bermudez, bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba, đã tiếp đoàn công tác Bộ Quốc phòng Việt Nam đang phối hợp cùng Bộ các lực lượng vũ trang cách mạng Cuba sản xuất bộ phim tài liệu về quan hệ quốc phòng Việt Nam-Cuba. Tại buổi tiếp, đồng chí Miguel Diaz canel Bermudez khẳng định Cuba luôn đặc biệt coi trọng quan hệ mọi mặt với Việt Nam, trong đó có lĩnh vực hợp tác duy trì ký ức lịch sử, Chủ tịch Cuba đánh giá cao việc Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ các lực lượng vũ trang cách mạng Cuba đã phối hợp hoàn thành tập 1 mang tên Hai trái tim chung nhịp đập của bộ phim Quan hệ quốc phòng Việt Nam Cuba 60 năm xây dựng và phát triển và đang triển khai sản xuất các tập tiếp theo. Đồng chí Miguel Diaz Canem Bermudez đã dành thời gian trả lời phỏng vấn đoàn làm phim. Cùng ngày, Thượng tướng Alvaro Lopez Miera, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Cuba, Bộ trưởng Bộ các lực lượng vũ trang cách mạng Cuba đã có cuộc trao đổi với đoàn công tác Bộ Quốc phòng Việt Nam. Thượng tướng Alvaro Lopez Miera bày tỏ hài lòng về nỗ lực phối hợp giữa hai bên, mong muốn tập 2 và tập 3 của bộ phim sớm được hoàn thành. Trong những ngày qua, việc sản xuất bộ phim đã được tiến hành tại nhiều địa điểm trên đất nước Cuba. Bộ phim tài liệu Quan hệ Quốc phòng Việt Nam Cuba 60 năm xây dựng và phát triển là một trong năm sản phẩm thuộc Bộ Hồ sơ về lịch sử 60 năm quan hệ quốc phòng Việt Nam Cuba tập 1, hai trái tim chung nhịp đập đã được phát sóng trên đài truyền hình quốc gia Việt Nam, kênh truyền hình quốc phòng Việt Nam và đã được bàn giao cho Bộ các lực lượng vũ trang cách mạng Cuba.